Các Phật tử chúng ta cũng như vậy. Nếu muốn niệm Phật được nhiếp tâm, được nhất tâm, thì cái duyên bên ngoài dần dần cũng phải bỏ đi. Bỏ được cái gì thì bỏ đi. Ví dụ như bây giờ các Phật tử chúng ta lớn tuổi rồi, 6, 7, 80 rồi, con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại đầy đủ hết rồi. Đặc biệt là con trai cũng lớn rồi, con dâu cũng ngoan rồi, cháu nội, cháu ngoại cũng lớn rồi, cũng ngoan rồi. Thì cái gì mà một đời chúng ta lo lắng, làm lụng vất vả trước đây dành dụm được một chút, hoặc là dành dụm được nhiều thứ vân vân đi chăng nữa, thế bây giờ nhất quyết một lòng niệm Phật cầu vãng sinh thì thôi, giao lại cho con, cho cháu nó đi. Ví dụ nhà cửa, đất cát, tiền tài của cải, công ty, cửa hàng, sĩ nghiệp, doanh nghiệp vân vân, cái gì đó, giao cái gì thì giao, đừng có tham làm gì. 80 tuổi rồi vẫn còn đứng làm gì, làm tổng giám đốc hay làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty, còn con trai mình vẫn làm, mình làm chủ tịch thì con làm tổng giám đốc, hay là con làm, mình làm tổng đốc thì con làm phó giám đốc, làm cái gì nữa. 80 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, tuổi này nghỉ ngơi, niệm Phật. Con cái mà dạy bảo cho các cháu nó thành người rồi, các con nó thành người rồi, nó có thể kế tục cái sự nghiệp, gia phong của mình rồi, giao cho các con, dành thời gian để học Phật, để tu Phật, để niệm Phật, để cầu vãng sinh. Đời người mau chóng lắm, không biết mình sống được đến bao giờ. Ai ai cũng chúc mình tuổi thọ 100 năm, nhưng có phải mấy ai được 100 năm tuổi đâu. 6, 7, 80 đã thấy thì nó xuống cấp nặng nề rồi, 60 đã thấy xuống rồi các quý vị. Cho nên chúng ta thấy ở ngoài đời ấy mà, 60 tuổi là nghỉ gì nhỉ? Nghỉ hưu. Có nghĩa là gì? Người ta thấy là cái việc làm nó không hiệu quả nữa, hoặc còn hiệu quả thì hiệu quả kém, nó không bằng cái thời trai tráng 40, 50, 55 nữa. Đấy, tầm 35, 40 là lúc 30 đến 40 là lúc sung sức, nhưng mà lúc đấy là độ chín chưa cao, chưa sâu, chưa thuần thục. Tầm 40 đến 55, 57, 58 gì đó, lúc đó là lúc gì, là thuần thục, là độ chín gì, độ chín tốt vậy. Nhưng mà tầm 58, 60 bắt đầu nó đi xuống rồi, bắt đầu là đi xuống. Nó lên tới đỉnh là khoảng 55, 57, 58 gì đấy, là tới đỉnh. Bắt đầu thì nó lại đi xuống dần, khoảng tầm 58, 60 xuống lại, bắt đầu để xuống dần, xuống dần. Thì lúc đó chúng ta thì không thể nhanh nhạy như lúc trẻ được nữa, mà đặc biệt bây giờ biết đến Phật Pháp rồi, biết đến sự vô thường, tấn tốc như bóng câu khoa khai cửa, như đám mây bay trên, bay qua bầu trời, vân vân. Cho nên biết đến Phật Pháp rồi thì giành lấy cái cơ hội tối thắng vi diệu ấy, tốt đẹp ấy, để một lòng một dạ nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ là tốt nhất. Còn gia tài của cải của chúng ta đã có thì con cháu nó lo được rồi, thì giao cho nó lo. Đấy, đừng có bo bo làm cái gì. Ví dụ như đấy, mẹ chồng chẳng hạn, trước đây mọi việc ở trong nhà, 60 rồi, 70 rồi, lúc nào cũng đòi quản làm gì. Con dâu nó quản được rồi, giao cho nó quản. Ở cùng một nhà nó quản được rồi, giao cho nó quản. Nó mà quản được thì mình nhàn, tội gì mà phải. Cứ mà muốn là tao phải làm chủ cái nhà này, tao làm chủ cho đến bao giờ tao không làm được nữa mới thôi. Cái gì mà phải khổ thế. Thầy chỉ mong bây giờ thầy có các đệ tử của thầy bảo thôi thầy nghỉ đi thì chúng con làm hộ cho thầy thì tốt quá. Đệ tử nào mà làm hộ được thầy thì thầy nghỉ ngay. Nhưng khổ không may cho thầy, bây giờ chưa đệ tử nào làm được. Gọi là giúp được một phần nào đó thôi, các công việc nhỏ nhỏ thôi, một góc nào đó thôi. Còn làm thay được thầy ấy, thì thầy xin nghỉ ngay.
Lao tâm khổ tứ ở cái cõi thế ô trược này á, nó làm chúng ta cũng mệt mỏi lắm. Đôi khi á, có thể chúng ta lại thấy gì? Lại thấy xa rời với đạo nữa thì không phải đơn giản đâu. Lại thấy cách đạo nó càng làm càng đi càng cách đạo xa, thế không đơn giản. Nếu không phản tỉnh, không quay vào ở bên trong, nhớ lại hạnh nguyện của mình mà vượt qua thì có khi là thoái thất bồ đề tâm như thường. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta, cái gì mà giao được thì giao. Quan điểm của Thầy là giao được thì giao. Đó. Con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, tin tưởng đứa nào làm được, làm tốt ấy, thì giao. Đấy là việc lớn, còn việc nhỏ nhỏ ở trong nhà. Các cụ, các Phật tử chúng ta mà có con dâu về rồi, cưới vợ cho con trai rồi, có con dâu rồi, thì bây giờ con dâu nó về nhà mình, nó cũng là con mình rồi. Cái gì giao được cứ giao dần đi. Lúc nào đó thấy thì nó càng đáng được. Ngày giỗ, ngày Tết, nó lo được. Công việc, sinh hoạt, gia đình nó lo được. Giao nốt. Giỗ Tết tao cũng lo. Giỗ Tết tao cũng giao. Thôi các con đi mà làm. Mẹ giờ có tuổi rồi. Bao nhiêu năm mẹ làm rồi, bây giờ các con đi mà lo. Lo cho nó quen đi. Một hai lần đầu nó chưa biết thì dạy bảo thêm cho nó biết. Đấy. Về nhà mình á, quy củ phép tắc thế nào, ngày giỗ ngày Tết á, anh trên em dưới ra sao, phải đối xử với các cụ bên nội bên ngoại như thế nào, lễ lạc như thế nào, cúng bái như thế nào, thờ phụng như thế nào, họ hàng như thế nào, dạy cho nó biết hết. Nó biết thì mình nhàn, giữ làm cái gì. Đó. Thế là buông dần đi. Thế nó làm quen rồi thì cái ngày đó thì bình thường ra mình 6-70 tuổi vẫn phải đi chợ để lo mua gì. Mua cái này, cái nọ, cái kia để làm giỗ, làm Tết. Bây giờ có con rồi, giao cho con nó lo được, lo đến ngày đó chúng ta đi gì. Đi chùa lễ Phật hoặc là ngồi nhà tụng kinh, ngồi nhà niệm Phật. Có phải nhà nó không? Bớt một phần lo lắng, bớt một phần bận bịu thì chúng ta lại dành thêm được một phần gì? An nhàn, dành thêm được một phần thời gian là niệm Phật nhiều hơn. Đấy là về phần cái vẻ bên ngoài. Giống như ở trong câu chuyện này, tổ đưa ra nói là bà cụ lúc đầu nói rằng tại sao con niệm Phật mà không được nhất tâm. Tổ bảo là vì bận việc gia duyên, thế sự bên ngoài quá nhiều cho nên không được nhất tâm. Bà về bà trao bớt các công việc cho con, cho cháu đi. Một thời gian đến niệm Phật thấy khá hơn nhưng mà vẫn chưa được gì nhất tâm. Bà đến bạch lại hòa thượng bảo ấy, niệm Phật ấy, gọi là được nhiều rồi nhưng mà chưa được nhất tâm. Thì lại do gì? Ở trong tâm chưa thực sự buông xả, mới buông được ở bên ngoài. Còn ở trong lòng của bà cụ vẫn còn thương con, nhớ cháu, lo lắng cho gia đình cho nên vẫn là chưa an. Cho nên nó buông ở bên ngoài rồi mà trong chưa buông thì vẫn chưa được nhất tâm vậy. Phải buông cả bên trong nữa. Trong ngoài đều buông. Ngoài buông thì dễ rồi. Dễ thấy rồi, dễ nhìn, dễ biết rồi. Còn bên trong buông là sao? Cái này Thầy nói thêm cho chúng ta một chút. Thế nào là buông ở bên ngoài? Ví dụ các Phật tử chúng ta hôm nay có mặt ở đây đều là buông ở bên ngoài rồi. Ngay trong giây phút này, ngay trong hội trường này chúng ta đều buông được ở bên ngoài. Vì sao? Vì đáng lẽ ra lúc này chúng ta đang ở nhà với con, với cháu, với người thân. Đang đi công việc, đang đi công tác, đang đi làm đồng làm áng, đang đi chợ, đi búa, vân vân ở nhà. Làm công việc gia đình. Nhưng mà chúng ta thấy là hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là đang giữa khóa tu địa tạng của chùa. Thôi bớt chút thời gian lên trước lễ Phật lễ tổ, thăm thầy, thăm các sư. Sau nữa là gì? Ngồi cộng tu một buổi hay là một ngày, trọn vẹn ngày hôm nay. Đấy gọi là buông gì? Buông được cái bên ngoài rồi. Buông được cái sự toan tính, lo lắng, bận bịu công việc bên ngoài rồi.
Nhưng mà không phải ai cũng buông được hết cả ngoài lẫn trong. Có Phật tử ngồi đây nhưng mà lòng lại nóng như là lửa đốt ấy. Thân thì ngồi đây nghe Pháp, còn tâm thì lại lúc thì nghe Pháp, lúc thì không biết là sáng nay mình đi quên dạy đứa con là gì, là thổi cơm thì sáng thì bà cắm rồi hay mẹ cắm rồi, nhưng mà canh thì để trong tủ lạnh, con về con muốn ăn nóng thì con gì, con hấp nó lạ, hay con muốn ăn trứng thì con gì, con tự hấp tự ốp lên mà ăn, hay là con muốn ăn cái gì đó thì mẹ để hết ở trong tủ lạnh rồi nhưng mà quên dặn, quên bảo. Không biết là trưa nay nó đi về, nó có biết thức ăn để ở trong tủ lạnh không? Không biết là nó biết hâm nóng lên để ăn không? Vân vân đủ các thứ. Mỗi cái đấy thôi mà làm cho mình mất gì 5, 10, 15 phút đấy. Loạn tâm. Đấy, lo lắng. Đại khái như thế. Đó gọi là gì? Thân buông được nhưng mà tâm chưa buông. Chưa buông được. Đó. Thì ví dụ như thế thì chúng ta tự hiểu. Có tự hiểu được không? Đấy, ví dụ chúng ta đang nghĩ về nhà thì chúng ta tự hiểu thôi. Đang nghĩ về công việc riêng tư hoặc một công việc gia đình hoặc công việc xã hội hay công việc gì đó, chúng ta tự hiểu thôi. Bình thường ra thì đã đến được đây rồi thì thôi. Tất cả gánh nặng tạm thời buông xuống. Cái gánh nặng ấy mình gánh cả một đời. Gánh từ khi sinh ra lớn lên biết một chút là chúng ta phải gánh rồi. Đã lớn lên 2-3 tuổi thì phải học. Bố mẹ dạy học, bảo học, ép học. Cô giáo cũng dạy học, bảo học, bắt học. Đấy, gánh cái gánh nặng ấy đã khó khăn, vất vả lắm rồi. Mà không gánh thì không bằng người, không bằng bạn, không bằng chúng bạn. Đấy. Mọi người học được điểm 9, điểm 10, mình cứ điểm 4, điểm 5 lè tè thì người ta cười cho. Cho nên cũng lao đầu để học bằng chúng, bằng bạn. Cái gánh nặng ấy, chúng ta thấy bây giờ là giới trẻ, bây giờ là nhiều các con là vất lắm đấy. Đấy, chúng ta làm cha, làm mẹ, là ông, làm bà cũng phải tâm lý một chút. Đừng có bắt các con nó gì, nó học quá sức mình quá. Sức của các con nó chỉ được khá thôi, chúng ta bắt nó cứ phải giỏi. Nó cố lắm chỉ được giỏi thôi, chúng ta cứ bắt nó xuất sắc. Gây áp lực cho con. Đầu năm nay hay là cuối năm ngoái có trường hợp ở, hình như ở khu vực Hà Đông, Thanh Xuân đúng không? Có trường hợp mà lên báo chí, bố mẹ ép con học nó áp lực quá, cuối cùng nó phải nhảy từ trên lầu nó tự tử ấy. Và nó sau khi đọc cái bức tâm thư của con nó mới biết là gì? Nó áp lực quá, nó không thể chịu được. Cho nên nó phải gì? Nhảy lầu tự tử. Đấy. Tu tập cũng như thế thôi các quý vị. Chúng ta đừng có hướng ra bên ngoài nhiều quá, mà phải hướng vào bên trong thì mới được. Giống như trong bài này, Tổ nói là niệm Phật ấy, không khó, khó tại bền lâu. Bền lâu không khó, khó tại nhất tâm. Đấy. Và qua câu chuyện của bà cụ Phật tử này mà Tổ kể, chúng ta thấy bà cụ cuối cùng là gì? Bỏ hết cái công việc xã hội, công việc gia đình ở bên ngoài để vào niệm Phật. Vào niệm Phật một thời gian đến bạch với cụ rằng con niệm cũng đã gì? Thấy tốt hơn, khá hơn rất là nhiều rồi. Nhưng tại làm sao mà vẫn chưa được nhất tâm, vẫn chưa đạt được niệm Phật thành phiến, niệm Phật tam muội. Tổ ấy bảo rằng vì còn vướng mắc một chút ở bên trong. Đó là gì? Thương con, mến cháu. Chưa thực thì xả bỏ được ở cả ngoài lẫn trong vậy. Cho nên bà cụ về đó lúc đó thì là nói với con cái là gì? Từ nay trở đi, trăm sự đều gì? Đều không quản đến nữa. Để nhất tâm niệm Phật mà thôi. Trăm việc bên ngoài không quản nữa, để nhất tâm niệm Phật. À. Và từ đó cho nên bà cụ gì? Mới có một cái tên gọi nữa là gì? Bá Bất Quản. Mọi người bảo bà cụ, gọi bà cụ là có bà cụ Bá Bất Quản. Từ bá ở đây á, nguyên là phiên âm cách đọc của miền Nam. Miền Bắc chúng ta đọc là bách. Bách tức là gì? 100.
Bà cụ bách bất quản, tức là để chăm sự không quản, tức là không màng đến nữa, không xem đến nữa, không nắm giữ nữa, giao lại cho con cho cái hết tất cả công việc gia đình, đồng áng, tiền tài của cải, vân vân, giao cho con cho cháu hết, không quản một sự việc gì nữa. Bà cụ nói là bây giờ thôi, tao già rồi, tao lo niệm Phật để cầu vãng sinh, còn việc chúng bay thì chúng bay tự lo, tao đã lo gì quá nửa đời người cho chúng bay rồi, bây giờ chúng bay gì tự lo lấy, còn bây giờ tao còn một chút cái thân tàn này, tao gì tao dành thời gian để tao lo cho tao. Cho nên nó không lo một cái gì nữa, trăm việc đều buông xuống, gọi là bà cụ bá bất quả. Từ bá là từ miền Nam đọc thôi, thì đây trong sách các cụ dịch như thế đọc nó cũng dễ. Cho nên là bá bất quả, tức là bách bất quả, trăm việc đều không quản vậy. Đó, sau khi về niệm Phật như thế, trong ngoài đều dứt. Được mấy năm sau, bà cụ đến Nam Hiếu từ lễ ngày Đạo Nguyên Hòa Thượng và nói rằng cảm ơn Hòa Thượng, nhờ sự chỉ dạy của Hòa Thượng, con về buông hết trong ngoài, một lòng niệm Phật đã được nhất tâm. Nay con tự biết rằng là gì? Con sắp được vãng sinh, cho nên đến thì gì? Đến lễ Phật, lễ Tổ, đến để tri ân Hòa Thượng, kính chào Hòa Thượng và con gì? Con đi về Tây Phương đây, đấy, tu thế đấy. Đấy, người ta tu như thế đấy các quý vị. Còn chúng ta tu như thế nào? Hả? Hỏi nghe người ta tu như thế thì mình gì? Là mình vui, mình hoan hỉ. Còn hỏi chúng ta tu như thế nào? Quay vào hỏi chúng ta tu như thế nào? Đấy. Chúng ta tu như thế nào? Hả? Tu một buổi thì nghỉ gì? Nghỉ ba buổi. Lên tụng kinh thì tụng cho nhanh nhanh chóng chóng để xuống, còn làm gì? Còn làm việc nhà thì nó còn đỡ các quý vị ạ. Tụng nhanh nhanh chóng chóng, bà hàng xóm gọi mình lúc nãy mới bắt đầu chuẩn bị lên khóa lễ, bà nhắn tin: "Này, bà có rỗi không, tí nữa sang ngồi nói chuyện với tôi một tí." Thế là cho nên không biết hôm nay chuyện gì, ngày hôm qua đang nói chuyện dở, cái đứa con dâu nhà bà ấy nó hư. Không biết hôm nay bà ấy có chuyện gì hay đây. Cho nên lên tụng kinh cứ luyến thoáng cả lên để cho xong cho thần nhanh để đi sang gì. Không biết là hôm nay bà có chuyện gì. Hôm qua cái chuyện nói chuyện con dâu của nhà đang đến cái giai đoạn gây cấn nhất, thì đứa con dâu nó đi làm về, cho nên tiếc quá đi thôi. Đang đến cái đoạn gây cấn nhất thì đứa con dâu nó về cho nó không nghe được nữa, cho nên nó phải đi về, tiếc quá. Nên hôm nay không biết chuyện gì. Đấy. Đấy có gọi là bá bất quản được không? Đấy gọi là quản cái gì không phải của chúng ta mà cứ quản, cứ lao đầu vào để quản nó. Quản làm cái gì cái đấy? Chúng ta nếu chúng ta tu á, nghe người bạn nói xấu về con dâu của họ, chúng ta nói thôi bà, giờ mình cũng có tuổi rồi, các cháu nó cũng lớn rồi, cái gì giao được cho các cháu thì giao đi, dành cái thời gian để niệm Phật bà. Đấy, nếu nghe người ta nói xấu con dâu một cái, mình là người tu thì mình phải gì? Phải cảnh tỉnh, phải nhắc nhở, phải bảo ban đồng tu của mình như thế ngay. Còn nếu bà vẫn gì ương ngạnh, vẫn quyết định không theo, vẫn cứ đi là gì, cố tình mà nèo mình lại để nói chuyện, thì mình tìm cách để từ chối khéo là gì? Hôm nay tôi quên, hôm nay tôi phải có việc này việc nọ, lúc đi đứa con trai đứa con dâu nó dặn tôi cái này cái nọ cái kia, dạy tôi phải về thì sớm để đi đón cháu, hay là về sớm để cắm cơm cho nay chúng nó đi về ăn cơm. Và mình tìm cách để gì? Để sao? Goodbye. Để chào tạm biệt họ sớm để về nhà mình, đừng có ngồi lại mà nghe cái chuyện gì, cái chuyện gọi là tạp nhạp, tạp nham ở thế gian đó nữa. Nghe vào nó phiền não, chả được một cái gì cả. Nhưng mà khổ nỗi, người ở thế gian chúng ta nếu mà chưa tu hoặc là không tu á, thì là cứ thích nghe cái chuyện đấy.
ấy, nó khổ lắm. Còn nếu mà người tu thực sự thì cái chuyện đó họ không có thích nghe, và họ tìm cách để từ chối khéo. Đó, và thầy mong rằng chúng ta cũng phải học lấy cách như thế. Cái gì học mà tốt cho chúng ta thì chúng ta mới học mới nghe. Còn không tốt cho chúng ta nhất định không nghe và không học, tìm cách để tránh xa. Cho nên các cụ ngày xưa mới có câu ca dao tục ngữ thật là hay cho vấn đề này, đó là sao nhỉ? Gần gì? Tự đọc xem nào. Gần gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó, đó như thế. Như thế chính là tu đấy các quý vị. Đấy là tu đấy. Đấy thực sự là tu đấy. Đích thực là hành giả tu hành theo chính pháp của Đức Phật đấy. Chứ không phải cứ lên chùa nghe pháp như thế này mới là tu. Lên chùa nghe pháp đây hẳn là tu rồi. Nhưng tất cả những cử chỉ, hành động, lời ăn tiếng nói, việc làm của chúng ta, nhấn đến những suy nghĩ ở trong thì tâm thức của chúng ta hàng ngày, cái gì hợp với lời Phật dạy, cái gì đem lại sự an lạc, hạnh phúc và thanh tịnh cho tâm ta thì đó chính là gì? Là tu. Còn cái gì đem lại phiền não, đem lại những sự gì? Những cái sự gọi là dao động khổ đau đối với ta và đối với mọi người thì đó không phải là việc tốt, đó không phải là lời Phật dạy, đó không phải là việc mà tăng ni Phật tử chúng ta nên làm. Chúng ta hiểu được không? Hiểu hả? Ừ. Hiểu được rồi thì hãy nên học theo bà cụ Bá Bất Quản này để chúng ta tu. Và một ngày nào đó các vị lại lên lễ Phật lễ Tổ ở chùa Khai Nguyên hay chùa Tản Viên, gặp thầy và chào thầy, cảm ơn thầy ạ. Ngày xưa ngài thầy dạy cho chúng con biết cách tu tập, biết cách niệm Phật, biết cách buông xả giống như bà cụ Bá Bất Quản mà Tổ dạy ở trong niệm Phật thập yếu, cho nên con về con cũng thực hành. Tuy chưa được trọn vẹn như bà cụ ấy, nhưng con thấy tâm con bây giờ niệm Phật cũng gì? Cũng được nhất tâm, không bị ngoại cảnh bên ngoài nó làm sao xuyến nữa. Và mấy hôm nay con thấy người con nó không khỏe, có thể là Phật muốn đón con về Tây Phương hay sao ấy, cho nên con lên lễ Phật lễ Tổ lên chào thầy, cảm ơn thầy trước. Nếu mà con mà đúng thực mà đi được như thế thì xin thầy là chú nguyện cho con, hồi hướng cho con, để cho con gì? Để cho con chắc chắn sớm về Tây Phương dự vào cửu phẩm liên hoa. Còn nếu mà con chưa được như thế thì con xin tiếp tục cố gắng nỗ lực tinh tiến để tu hành tiếp. Đấy. Và về thì nếu được đi vãng sinh thì là càng tốt. Mà chưa đi vãng sinh thì thôi thì lần sau lại lên là lễ tiếp. Đấy. Ở đây Tổ mới nói là bà Bá Bất Quản trên đây do lãnh ngộ hai nguyên tắc bền lâu và nhất tâm. Chúng ta nhớ nhé, nhớ cho thầy cả bài hôm qua bài hôm nay, nhớ cho thầy cái từ bền lâu và nhất tâm. Niệm Phật không khó, đúng không? Khó không? Người không có chữ niệm được không? Người không biết đọc biết viết có niệm được không? Có, trừ người điếc không thể nghe được. Biết không thể nghe, nhưng nếu mà biết gì? Biết đọc. Người khác viết ra cho bốn câu A Di Đà Phật, bảo đọc theo mà họ biết đọc, được đánh vần được thì gì? Vẫn có thể niệm được ở trong gì? Trong tâm. Cho nên mới bảo là niệm Phật không khó, nhưng khó ở tại gì? Bền lâu. Tức là niệm hết ngày này qua ngày khác, niệm hết tháng này qua năm khác, thậm chí niệm hết kiếp này qua kiếp khác. Kiếp này nếu ta chưa được vãng sinh, nguyện kiếp sau được làm người, ta sẽ niệm gì? Niệm tiếp. Niệm cho bao giờ Phật gì? Phật phải đến rước ta thì mới gì? Mới thôi. Cho nên cho dù có vào địa ngục, nguyện ở trong địa ngục gì? Chúng sinh nhìn thấy thân ta, nghe thấy lời nói của ta, ở trong đó
chúng sinh nào cũng biết niệm A Di Đà Phật. Ta nguyện như thế, cho nên Diêm Vương ở trong đó cũng hoan hỷ lắm, cũng vui mừng lắm. Thậm chí Diêm Vương còn gì, còn lập ban thờ để tế tự chúng ta, lễ bái chúng ta hàng ngày nữa các quý vị, lễ kính chúng ta hàng ngày nữa các quý vị. Vì nếu chúng ta vào đó mà gì, nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong địa ngục nhìn thấy thân ta, sinh tâm hoan hỷ, nghe thấy lời nói của ta, sinh tâm hoan hỷ và một lòng niệm Phật. Chúng ta đi đến đâu khuyên chúng sinh niệm Phật, chúng sinh đều niệm Phật tới đó, thì đúng là Diêm Vương còn lập gì, lập ban thờ để lễ kính chúng ta hàng ngày. Câu chuyện này cũng có khá nhiều ở trong các câu chuyện của Phật giáo vậy. Cho nên đến bất cứ chỗ nào, chúng ta đều là người tiên phong niệm Phật và khuyến người niệm Phật. Khuyến tức là khuyên đó, là dạy bảo đó các quý vị. Đó. Càng nhiều người niệm Phật thì càng tốt. Nay họ tuy chưa được giải thoát vì nghiệp chướng còn quá nhiều, không sao, cứ dạy họ niệm đi. Vì một câu Phật hiệu gieo vào trong tâm loạn, tâm loạn kia dần dần sẽ được tự gì, tự dừng. Câu Phật hiệu ví như gì, như viên ngọc gì, thanh châu. Viên ngọc thanh châu ấy đem dìm vào trong nước đục, nước đục kia tự nhiên thảy được gì, lắng trong. Trong Trung Phong Tam Thể Niệm đó, cụ tổ Trung Phong cụ giảng như thế đấy, cụ dạy chúng ta như thế đấy. Hạt châu ấy gieo vào một tấc thì một tấc nước kia liền được trong sạch. Gieo tới thì 10 tấc thì 10 tấc nước kia liền được trong sạch. Nếu gieo vào xuống tới thì tận đáy thì cả thì dòng sông kia nước thảy đều trong sạch. Người niệm Phật cũng tương tự như thế. Niệm Phật được một câu hoặc 10 câu hoặc một thời gian thì cái tâm chúng sinh, cái tâm mê vọng, cái tâm tham sân si dần dần sẽ được gì? Cũng sẽ được giảm bớt, sẽ được tiêu trừ bớt đi. Giống như nước đục kia, hạt thanh châu kia, viên ngọc ở Minh Châu kia gieo vào thả xuống dưới nước, đến một tấc thì một tấc nước liền sạch, 10 tấc thì 10 tấc liền sạch, gieo đến thả xuống tận đáy thì cả dòng sông được tự nhiên trong sạch. Gọi là cái thần lực, cái năng lực của hạt thanh châu kia, viên Minh Châu kia, thanh châu kia còn được như vậy, huống chi là công đức gì? Công đức chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, đấng đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đầy đủ 10 hiệu là Như Lai, ứng cúng, chính biến, chi minh, hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca chúng ta mới tán thán và nói rằng nhất tâm niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật tiêu được gì, 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ là vậy. Cho nên chúng ta tự mình niệm Phật, khuyên người niệm Phật, công đức vô lượng. Chúng ta trở thành Bồ Tát mà chúng ta không biết chúng ta đã gì, đã thành Bồ Tát. Chỉ có chư Phật Bồ Tát mới gì, Đại Bồ Tát lớn mới biết được rằng là chúng ta đã trở thành Bồ Tát từ lúc nào rồi. Từ lúc niệm Phật, thanh tịnh niệm Phật, thuần nhất niệm Phật, tinh tiến và khuyên người niệm Phật thì chúng ta đã gì? Đã là Bồ Tát rồi. Vì Bồ Tát là gì? Bồ Tát không phải là ngồi ở trên bàn thờ, ngồi ở trên Tam Bảo mới là Bồ Tát. Được tạc thành nhà tượng như là Quán Âm Thế Chí Địa Tạng mới là Bồ Tát. Mà Bồ Tát ở đây có nghĩa là gì? Là giác hữu tình. Cái từ Bồ Tát ở đây nguyên âm tiếng Phạm là gì? Là Bodhisattva. Phiên âm thành tiếng Hoa là gì? Là Bồ Đề Tát Đoạ. Dịch nghĩa là gì? Là giác hữu tình.
Hiểu theo từ của ý nghĩa của Việt Nam chúng ta là gì? Là đem sự giác ngộ để dạy bảo cho mọi người, dạy bảo cho chúng sinh. Đó gọi là gì? Gọi là Bồ Tát. Vậy nay chúng ta đem một câu Phật hiệu A-di-đà Phật để dạy cho mọi người, bảo cho mọi người, khuyên mọi người cùng biết niệm Phật. Tức là dạy cho mọi người giác ngộ. Vì A-di-đà là gì? Là vô lượng thọ, là vô lượng quang, là vô lượng công đức. Thủ thắng, vi diệu, màu nhiệm vô cùng, chẳng thể nào nói hết được vậy. Cho nên nó chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng và phiền não chướng. Càng niệm nhiều, càng niệm lâu thì cái tâm sầu bi khổ não của chúng ta, nghiệp chướng nặng nề của chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay dần dần sẽ gì? Sẽ sạch hết. Giống như hạt châu gieo vào trong nước đục vậy kia vậy. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta thì cứ niệm đi. Niệm cho thật gì? Bền lâu. Nhớ Phật lúc nào, niệm Phật lúc đó. Đang ngủ, thức dậy giữa đêm, niệm Phật cũng được. Nhưng mà lúc đó niệm nhỏ nhỏ thôi ha. Đang 1-2 giờ sáng là gì? Cứ Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Ông chồng nó ngủ bên cạnh, nó tưởng là mình gì? Ngủ mớ nó đạp cho một cái, lộn từ trên giường xuống dưới đất, chết toi. Mà lúc đó tỉnh dậy mà niệm Phật thì mình niệm thầm ở trong gì? Trong tâm, và máy máy cái gì có ấy thì máy máy cái môi gọi là kim cang gì? Kim cang trì. Đấy, niệm như thế thôi. Đấy, không có tự nhiên đêm hôm khuya khoắt cả nhà đang ngủ lại tự nhiên là mà thức dậy thầy bảo thầy niệm Phật, và ai bảo niệm Phật, và thầy thịnh thì bảo niệm Phật. Cho nên đang ngủ tự nhiên á ngồi dậy là gì? Có Nam Mô A Di Đà Phật, có Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì chồng nó hỏi tại sao cái bà này tự nhiên đêm hôm 1-2 giờ sáng niệm Phật ấy, và thầy thịnh bảo thế, thức dậy thức lúc nào là niệm lúc đấy. Thế thì ông chồng lại dậy sáng ra bảo là này, hôm nay họp cả gia đình này, con cháu ngồi tất cả lại đây, tôi có chuyện muốn nói này, xem xét lại cái gì, cái việc đi chùa cái gì của mẹ nó xem này có đúng không này, của bà nó xem đúng không này. Cái ông thầy nào mà dậy 1-2 giờ sáng thức dậy lại tự nhiên 1-2 giờ sáng cả nhà đang ngủ lại thức dậy là niệm Phật giữa đêm hôm khuya khoắt như thế, cả nhà đang ngủ thì xem cái ông thầy nó dạy có đúng hay không, nghi ngờ chết toi. Đấy, cho nên các cụ ngày xưa mới nói là gì ạ? Làm đầy tớ thằng gì? Thằng khôn còn hơn làm thầy cái thằng dại là như thế đấy. Trong nhà Phật chúng ta gọi là gì? Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan. Ngoài đời thì gọi là gì? Thàm là đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Trong đạo thì gọi là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan. Còn các vị mà nghe thầy dạy mà về mà niệm Phật kiểu như thế thì đúng là gì? Oan cho thầy còn gì nữa. Cho nên hôm nay vì muốn tránh cái oan đến mức nhỏ nhất cho nên thầy mới nói gì? Nói là lúc đó có niệm, nhưng mà niệm gì? Thầm ở trong tâm thôi. Nằm mà niệm vẫn được chứ không phải là ngồi dậy mà niệm. Đấy, cho dù không niệm to, thức khuya đang đêm đang thức dậy một cái là ui thầy dạy mình phải gì? Phải, nếu trong lúc đang ngủ mà thức dậy phải niệm Phật. Mà niệm Phật mà nằm niệm thì sợ phải tội, cho nên phải ngồi dậy mà niệm. Đêm nào ông cũng thấy thì 1-2 giờ sáng thì bà ngồi dậy niệm Phật. Ông hỏi bà làm sao mà cứ đêm bà ngồi dậy như thế? Tôi đang niệm Phật đấy. Trong đêm hôm đang ngủ bà lại ngồi dậy niệm Phật. Thầy thịnh thì bảo như thế. Thức lúc nào niệm lúc đấy. Thế là chết bố tôi rồi còn gì nữa. Đấy. Đấy gọi là làm thầy thằng gì? Làm thầy thằng ngu là gì? Khổ cái chỗ đấy đấy. Cho nên mong là tất cả chúng ta đừng có ngu nhá. Hãy thông minh lên. Hãy thông minh lên áp dụng ạ. Lời các thầy giảng làm sao cho nó gì? Nó hợp tình, hợp lý, nó phù hợp với gì? Với chính pháp, với cuộc sống gia đình chúng ta.
để cho người thân đừng có hiểu lầm. Đó, đừng có hiểu lầm là thầy Thịnh thầy dạy như thế thì nguy hiểm lắm. Đó. Cho nên ở đây mới nói thì tổ nói là cốt ở bền lâu và nhất tâm. Bền lâu thì các vị, các cụ, các Phật tử chúng ta bây giờ thầy có một cái tâm nguyện mong muốn chúng ta là trước tiên là niệm được bền lâu đã. Nhớ Phật lúc nào niệm Phật lúc đấy. Đi đứng nằm ngồi đều niệm hết. Đi chợ có niệm được không? Có niệm được. Bán hàng có niệm được không? Có. Đi làm nông dân niệm được không? Có. Niệm được hết. Làm bất cứ cái gì nhớ Phật niệm Phật. Thậm chí lái xe ô tô, lái xe máy có niệm được không? Cũng niệm được. Thậm chí chúng ta lái xe mà niệm Phật như thế, Phật độ cho còn gì? May mắn hơn. Khi chúng ta tham gia giao thông, Phật còn độ cho chúng ta tốt hơn đấy. Trước tiên là gì? Là bền lâu đã. Sau đó mới tiến đến là gì? Nhất tâm. Đấy, muốn nhất tâm thì lúc nãy qua bài giảng, lúc nãy chúng ta thấy là cần phải buông gì? Buông dần những cái gì đáng buông xuống. Đúng không? Cái gì giao được cho con, cho cháu thì giao gì? Giao bớt đi. Nhớ nhé. Cái gì giao được thì giao bớt đi. Đừng có tham làm gì. Bớt đi. Được rồi. Thế là được gì? Dần dần sẽ được gì? Nhất gì? Nhất tâm thôi. À, cốt là giữ bền lâu. Bền lâu và gì? Buông xuống được cái gì đáng buông thì buông đi. Dần dần sẽ được nhất tâm. Sẽ được gì? Kết quả sẽ được vãng sinh, sẽ được giải thoát. Không xa đâu. À, cho nên đây tổ nói là người niệm Phật muốn đi đến mức tinh thuần phải xem từ nhà cửa ruộng vườn đến thân tình quyến thuộc, tức là thân bằng quyến thuộc đó, như cảnh duyên giả tạm hợp rồi lại tan. Đấy, xem tất cả nhé, tiền tài của cải, chức tước, danh vọng, ruộng nương, nhà cửa, nhấn đến thì thân bằng quyến thuộc, tức là vợ con, chồng con, họ hàng, nội ngoại, cháu chắt chút chít á, vân vân, chỉ là gì? Do nhân duyên giả hợp mà thôi. Mà hợp rồi thì sẽ có gì? Có tan. Vợ chồng cũng là nhân duyên, con cháu cũng là nhân duyên, bạn bè cũng là nhân duyên. Nhân duyên á, hợp thì thành gì? Thì thành vợ, thành chồng, thành con, thành cháu. Mà nhân duyên hết thì gì? Tan thôi, có gì đâu. Chúng ta thấy không? Còn sống thì yêu thương nhau. Một người chết, một người sống. Nếu mà già già thôi thì không nói. Trẻ trẻ khoảng 25, 30 tuổi, 40 tuổi. Xin thưa các quý vị, khó có một người con gái nào ở lại thủ tiết để gọi là thủ tiết với chồng và nuôi con mãi mãi về sau, lâu dài về sau. Người chồng cũng thế. Mới 25, 30 tuổi mà không may vợ mất sớm á, thì nó cũng không có mấy người ở lại để giữ gìn như vậy để nuôi con cả đời đâu. Có khi chưa xong 3 năm chưa kịp sang cát, nó đi lấy vợ mới rồi, đi lấy chồng mới rồi. Xã hội bây giờ nó thế mà. Ngày xưa thì còn đỡ hơn, nhưng bây giờ thì khó lắm các quý vị. Trừ được là 50, 60, 40, 50, 60 rồi, con trai con gái lớn hết cả rồi, thì thôi, thì nghĩ là thôi, vì con vì cháu còn ở lại. Chứ còn là tầm 30, 35 trở lại thì 10 người thì có khi 9 người tái giá, 9 người thì hợp hôn lần thứ 2, thứ 3, vân vân. Các vị cứ xem mà xem. Hay là thầy nói sai? Không sai đâu. Nhìn vào xã hội chúng ta sẽ thấy cái đó. Không phải là tất cả, nhưng mà là hiếm người giữ được gì? Giữ được tiết hạnh để ở như vậy để nuôi con của chồng hay nuôi con của vợ lắm. Nuôi con của hai người lắm. Mặc dù trước đây thì thề non hẹn biển, bắc cầu ô thước, nghiêu lang chức nữ còn gì? Còn không ngọt ngào, không đậm đà bằng họ. Nhưng mà chỉ cần một người vừa mới đi thôi, vừa mới chết thôi, bao nhiêu những lời thề non hẹn biển ở trước đây đều thành con số không hết. Đó.
Cho nên là tất cả nhân duyên hết rồi mà. Đấy, hợp thì thành vợ, thành chồng, tan nó thì gì? Thì còn gì nữa đâu. Đó, cho nên ấy, chúng ta biết được cái điều đó rồi. Cho nên từ vô thủy kiếp trước đến nay chúng ta vẫn gì? Vẫn như thế rồi. Nay chẳng lẽ chúng ta cứ mãi như thế này ư? Gặp Phật rồi, biết tới Phật dạy rồi, chẳng nhẽ chúng ta cứ lao đầu mãi vào đó ư? Chẳng nhẽ cứ chịu luân hồi khổ đau hết kiếp này qua kiếp khác như vậy ư? Nay gặp Phật Pháp, gặp được Pháp môn, niệm Phật tu hành, một đời dễ được siêu thoát, không cần phải xuất gia, vẫn có thể gì? Một đời vãng sinh, một đời giải thoát, một đời thành Phật như thường. Duy nhất chỉ có gì? Pháp môn tịnh độ mới phổ cập, mới rộng lớn và mới phủ khắp như thế. Tất cả đó là nhờ lòng từ bi của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, người thì tuyên thuyết, người thì hóa độ, chúng ta mới có cơ duyên ấy. Chỉ cần 10.000 năm sau, thời mạt pháp không còn ở thế gian nữa, thì một câu Phật hiệu A Di Đà còn không được nghe thấy, huống chi là cơ hội để chúng ta được giải thoát trong giáo pháp này. Chúng ta nhớ nhé, pháp môn niệm Phật này cũng chỉ được có gì? Trong vòng hơn 9.000 năm nữa thôi. Vì khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có nói ở trong một số các kinh điển rằng giáo pháp của Đức Phật chỉ trụ thế có 12.000 năm kể từ khi Ngài nhập Niết Bàn mà thôi. Ngài nhập Niết Bàn, từ khi Ngài nhập Niết Bàn cho đến 1.000 năm sau, đó là thời kỳ gọi là thời kỳ chính pháp. Từ 1.000 năm sau cho đến 2.000 năm sau, đó là thời kỳ tượng pháp. Từ 2.000 năm sau cho đến 10.000 năm sau, đó là thời kỳ gì? Mạt pháp. Và thời kỳ cuối cùng của thời kỳ mạt pháp, ở trên thế gian này chỉ còn lưu lại bộ kinh gì? Vô Lượng Thọ 100 năm. Tất cả các kinh điển diệt hết. Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm sẽ là kinh gì bị diệt đầu tiên. Sau đó gì? Đến tất cả các kinh điển diệt, và còn duy nhất một bộ kinh tồn tại 100 năm sau cùng, đó bộ kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh Vô Lượng Thọ sau 100 năm ấy cũng diệt luôn. Và trên thế gian Đức Phật gì? Từ bi lưu lại 100 năm nữa một câu gì? A-di-đà Phật. Nếu ai nghe thấy câu A-di-đà Phật, một lòng thấy hoan hỷ trong tâm, vì cũng không biết vì sao họ lại niệm câu A-di-đà Phật nữa, vì có ai dạy cho nữa mà biết đâu. Nhưng mà có người, có một số rất rất ít người nghe thấy câu A-di-đà Phật ấy mà gì? Sinh tâm hoan hỷ, và cứ thế là niệm theo, niệm cho đến quên ăn quên ngủ, niệm cho quên hết gì? Sự đời. Niệm cho đến quên hết gì? Tham sân si. Chứ một lòng niệm A-di-đà Phật, niệm đấy cũng hay, tự nhiên thấy thích, tự nhiên thấy hay, thấy thích. Và những trường hợp này là những trường hợp được vãng sinh cuối cùng ở trong trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những người gọi là đới nghiệp vãng sinh cuối cùng, những người được đi trên chuyến đò gì? Chuyến đò vượt qua biển khổ cuối cùng ở thế giới Sa Bà này, trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và từ đó về sau cho đến trên 56 vạn năm sau, đến lúc đó mới có Đức Phật Di Lặc ra đời ở tại thế gian này, và mọi người mới tiếp tục được nghe về giáo pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta được ngồi đây như thế này là may mắn lắm, hạnh phúc lắm. Căn duyên của chúng ta gieo trồng với Tam Bảo, với chư Phật mười phương thực sự là gì? Có nhiều lắm đấy. Cho nên không nắm bắt được cái cơ hội này để tu tập, để hành trì, để mong thoát ly chúng khổ trong một kiếp này, hoặc là trong vài kiếp gần đây, gần tiếp theo, thì quả thực là chỉ còn khoảng hơn 9.000 năm nữa thôi các quý vị. Năm nay là năm Phật lịch 2.500 bao nhiêu năm?
2500 bao nhiêu? 50 mấy? 56 đúng không? Tức là đã chúng ta đã ở vào năm 556 năm của thời kỳ đầu của thời Mạt gì? Mạt Pháp. Và như vậy còn có hơn 9400 năm nữa. Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế gian này không còn nữa. Dễ hiểu thôi. Tà đạo á, mỗi ngày một gì? Một nổi lên á, đầy rẫy. Người á, thích học và tu theo tà đạo bây giờ còn gì? Còn nhiều hơn người thích nghe, thích học và thích tu theo gì? Theo chính đạo. Và chúng ta thấy những pháp tà đạo bây giờ như là đạo gì? Một số các tà đạo mới nổi như là đạo Chúa gì nhỉ? Đạo Chúa Trời Cứu Thế vừa qua Việt Nam chúng ta ấy. Con người ta thì nó bắt đầu cho uống, bắt đầu đi vào đó, nó cho uống một cái chén nước thì vàng vàng, xanh xanh, đỏ đỏ gì đó. Người thì nói là được uống cái chén nước có màu xanh, người thì nói là được uống chén nước có màu vàng, người nói được uống chén nước có màu đỏ. Thế là thôi, cứ thế là đi theo họ thôi. Theo một cách gì? Mê mệt. Theo một cách là gì? Quên tất cả những ân tình, ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ cũng bỏ hết. Chỉ có gì? Có Chúa Trời mà thôi. Ban thờ tổ tiên, đem đập bỏ và vứt ra bờ rào, vứt ra trôi sông hết. Không một chút tiếc thương, không một chút đắn đo, không một chút gì suy nghĩ luyến tiếc. Nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, tổ tiên ấy, của chúng ta cả. Văn hóa truyền thống, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc đã bị gì? Đã bị chà đạp, đã bị vứt bỏ. Không còn một chút tâm niệm luyến tiếc, kính trọng gì cả. Cho nên chúng ta thấy, đấy, nhưng mà vẫn có nhiều người gì? Nhiều người thích gì? Thích đi theo. Chúng ta thấy nguy hiểm vô cùng. Còn rất rất nhiều những gì? Những bảng môn tà đạo mới nổi gần đây ở Việt Nam chúng ta cũng có, mà thế giới cũng gì? Cũng có rất là nhiều. Họ nổi lên, họ khuyên chúng ta không cần phải tu, không cần phải học, chỉ cần có niềm tin vào gì? Vào vị thánh của họ, vị thần của họ thôi, vị giáo chủ của họ thôi, thì tự nhiên sẽ được giải thoát. Chỉ cần có niềm tin tuyệt đối thôi. Làm việc cho gì? Cho vị giáo chủ của họ, cho pháp môn của họ, cho tông phái của họ thôi, là sẽ được giải thoát, sẽ được siêu thăng, sẽ được hết khổ, vân vân và vân vân. Cho nên bây giờ cái tầng lớp, một số tầng lớp những người ở xã hội chúng ta thấy không tu hành, không chỉ trai giữ giới, không muốn vất vả, nhưng mà vẫn muốn gì? Vẫn muốn chứng đắc thánh quả, được mọi người tôn kính, vẫn muốn mong muốn được cái gì? Bất sinh bất diệt ở trong thế gian này. Quả thực là không bao giờ có vậy. Vậy mà chúng sinh mê muội cái thời mạt pháp này là gì? Lại thích nghe theo. Đây cũng là gì? Bắt đầu chúng ta thấy vào thời kỳ mạt pháp thì chính pháp của Phật đó thì ít người tin và ít người theo. Hoặc có tin thì tin cũng chưa được gì? Tin chưa được sâu, hành chưa được chuyên. Và cụ thể là như chúng ta cứ nhìn là chúng ta bây giờ vậy. Tin có sâu chưa? Chưa sâu đâu. Tôi đảm bảo các quý vị chưa sâu đâu. Nghe nói thì tâm Bồ Đề khai mở, lòng thầm bảo dạ rằng từ nay trở đi mình sẽ gì? Chỉ học theo Phật thôi, tin theo Phật thôi, tu theo Phật thôi. Về một thời gian sau, không may ốm đau bệnh tật, tụng kinh niệm Phật hồi hướng mà vẫn không khỏi hoặc chưa khỏi, ai gọi điện lên cho thầy hoặc là gì, nhắn tin cho thầy hoặc là lên chùa làm sớ nhờ thầy hồi hướng trợ duyên, nhưng vẫn thấy gì? Bệnh không thuyên giảm. Cho nên về là gì?
thắp hương đối trước ban thờ Phật thần linh gia tiên nhà mình mà suy nghĩ là gì? Lẽ nào mình đã đi sai đường lạc lối rồi chăng ta? Trong kinh Phật và niệm Phật, tụng kinh niệm Phật đó, bố thí cúng dường, phóng sinh chu phúc, làm các việc thiện thì thân thể sẽ được gì? Bình an, mạnh khỏe, gia đình sẽ được hạnh phúc trường tồn. Nay tại sao mình làm tất tần tật những việc đó mà mình vẫn thấy mình ốm đau bệnh tật ra? Đánh một cái dấu hỏi to tướng. Hôm sau không muốn lên thắp hương lễ Phật, lễ tổ, lễ thần linh gia tiên nhà mình nữa. Rồi vài hôm sau không lên nữa, vài tháng sau không lên nữa. Một ngày không xa, trong lúc đi chợ hay là đi chơi hay đi bất cứ nơi nào đó, thấy một nhóm Phật tử họ đang gì? Ngồi luyện này, luyện nọ, luyện kia. Họ thấy chúng ta ngồi xem, họ sang, họ tỉ tê và họ bắt chuyện, họ bảo là tu theo chúng tôi đi. Tu cho chúng tôi thì được gì? Thân khỏe, tâm an. Đấy. Cho nên vào tu với họ. Trước đây nếu mà chúng ta tu mà chúng ta gì cứ chịu khó lễ Phật y học và vẩy tay dịch cân kinh ấy, thì xin thưa các quý vị, mỗi ngày chúng ta bỏ ra hai thời, mỗi thời khoảng 30 phút lễ Phật y học và dịch cân kinh, thì thân thể chúng ta khí huyết lưu thông, đảm bảo sẽ gì? Sẽ rất mạnh khỏe. Nhưng mà khổ chúng ta lại lười. Lễ Phật y học vẩy tay dịch cân kinh được vài ngày thì bắt đầu lại gì? Lười, bỏ. Còn nay họ dạy theo luyện khí, luyện công, thể dục, thể thao, đương nhiên thân thể nó được khí huyết lưu thông, được khỏe ra. Chúng ta nghĩ rằng, ui, Phật Pháp không linh, đạo ấy mới thiêng. Cho nên bỏ Phật để theo gì? Theo họ. Mà họ thì thuyết là gì? Thuyết là phải giữ gìn cái tấm thân, đừng để cho nó gì? Đau yếu và bệnh tật. Lại đi ngược lại với Đức Phật. Phật dạy là gì? Sinh lão bệnh tử là gì? Là việc thường tình ở thế gian. Có thân ắt sẽ phải có gì? Có bệnh. Có bệnh thì ắt phải có gì? Có chết vậy. Cho nên sinh lão bệnh tử là gì? Là quy luật của vận hành ở thế gian này rồi, không ai tránh khỏi được. Nhưng nay ta lại đi gì? Chấp vào tấm thân. Ăn uống cho thật gì? Thật đều và thật ngon. Cái gì mà ăn uống có sức khỏe thì gì? Cho sức khỏe của mình ấy, tốt thì phải kiếm bằng được để ăn. Đắt tiền đến mấy cũng sẽ ăn. Làm ra để ăn mà. Ăn để giữ gìn sức khỏe mà. Vân vân và vân vân. Cho nên á, ăn không từ con gì, ăn không từ vật gì cả. Khác lại hoàn toàn. Vì vậy mà tổn gì? Tổn phúc. Và một ngày không xa, ai ai cũng cha, chúng ta cũng phải làm ma để cho mọi người đưa đi ra gì? Ra đồng ỏi e mà thôi. Nhưng điều quan trọng, người đó ra đồng làm ma, hoặc rằng gì? Làm ma lâu dài ở ngoài nghĩa trang của xóm, của làng ở đấy, hoặc là gì? Thần thức vào trong ba đường gì? Ác đạo. Hoặc rằng gì? Nếu mà cao hơn nữa thì quỷ thần bên đó là đến đoán theo bên họ, trở thành những kẻ bảng môn tà đạo khủng khiếp vô cùng. Cơ hội giác ngộ, cơ hội giải thoát đối với chúng ta gần như trở thành con số không đó. Cho nên niệm Phật không khó, khó tại bền lâu. Bền lâu không khó, khó tại nhất tâm là thế này. Cứ lo mà gì? Mà niệm Phật, mà tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên đi. Một ngày nào đó được vãng sinh rồi chúng ta mới thấy là gì? Lúc đó mới có thể hát là cuộc đời vẫn đẹp sao. Còn bây giờ có hát cuộc đời vẫn đẹp sao nhưng mà gì? Mà hàm răng không còn cái nào. Lúc đó chúng ta hát cuộc đời vẫn đẹp sao thì nó đẹp thật. Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là đẹp thật. Còn bây giờ vẫn đẹp sao, nhưng mà đến lúc đó mà nhắm mắt xuôi tay mà nghiêu đầu ngục tốt, nó
Nó đến thì nó lôi đi và xuống dưới nó tẩn cho, thì lúc đó đúng là hàm răng không còn cái nào thật. Đó, đấy. Cho nên ở đây á, mới nói là gì? Chúng ta khi mà chuyên tu thì phải quán được là gì? Quyến thuộc là gì? Là giả duyên á, là cảnh duyên á, giả tạm, hợp rồi lại tan. Cho nên đừng có gì? Đắm chấp vào nó. Nó tùy duyên thôi. Người tu người ta tùy duyên. Duyên còn thì ở, duyên hết thì đi. Đi một cách nhẹ nhàng, đi một cách thanh thản, đi một cách an lạc, đi một cách có gì? Có trật tự, có chỗ đến. Thanh thản, an lạc, nhẹ nhàng, trật tự. Tức là gì? Đi trong tính gì? Đi trong sự yên tĩnh, đi trong sự thanh tịnh, đi trong câu Phật hiệu A-di-đà. Chỗ đến của chúng ta là đâu? Có phải là A Tỳ địa ngục không? Không. Vì chúng ta một lòng niệm Phật, chúng ta phát nguyện nếu con đi đến đâu, vào bất cứ cõi nào, chúng sinh thấy gì? Thân tướng của con đều gì? Hoan hỷ một lòng niệm Phật. Nghe thấy lời nói của con nó cũng đều gì? Đều hoan hỷ, tín tâm gì? Một lòng niệm Phật. Phát nguyện như thế, thiên ma ba tuần nó sợ hết vía, nó ra thôi thì cho ông về Tây Phương, quách nó đi, giữ ông lại thế giới này, ông còn gì, ông còn lôi theo nhiều con cái của tôi, tôi cho ông đi đi, tôi cho nó đi về biến đi. Bảo mấy thằng tiểu quỷ là chúng mày ra, đừng có đến mà gì, mà làm khó khăn, làm quấy rối cái sự vãng sinh của mấy ông mấy bà đó đó. Đến đó nó phát nguyện rồi, nó đi bất cứ ở chỗ nào, ai thấy nó, ai nghe nó đều phát tâm niệm Phật. Vậy thì thôi cho nó đi sớm đi, cho nó vào địa ngục. Vô số chúng sinh trong địa ngục nhìn thấy nó, nghe thấy nó đều niệm Phật hết đấy. Cho nó ở thế gian, nó đi đến đâu, nó sinh ra kiếp nào, nó làm sư tăng, nó làm sư ni, hoặc nó làm cư sĩ nam, cư sĩ nữ, Phật tử, nó đi khuyên mọi người niệm Phật hết. Thế thì thôi cho nó về Tây Phương sớm đấy. Đấy. Cho nên thiên ma cũng phải sợ chúng ta ở lại thế gian như thế. Nói thật đấy. Cho nên nó bảo thôi, bảo các ma con, bảo các tiểu ma đầu của nó, thôi chúng mày đừng có gì dại gì mà lôi cái ông ấy, cái bà ấy ở lại thế gian nữa làm gì. Ông bà càng ở lại thì càng nhiều chúng sinh biết cái Phật Pháp, càng nhiều chúng sinh biết niệm Phật. Vì vậy mà gì? Thôi riêng trường hợp đó lánh xa nó ra, yên cho nó gì, cho nó đi đi. Vì giáo pháp của Đức Phật Thích Ca còn gì, có hơn 9.000 năm nữa thôi. Chúng mày ráng chịu đi, cho những người đấy đi hết đi, hơn 9.000 năm nữa thì ta một mình sẽ độc chiếm thế gian này. Đến lúc đó thì chúng ta gì, nếu mà còn ở lại thế gian này thì chắc chắn chúng ta sẽ làm gì? Làm con cháu của ma, vĩnh viễn không biết bao giờ có ngày thoát ra được. Nhớ là trên 56 vạn năm sau Di Lặc Phật mới gì xuất hiện ở thế gian nhé. Đấy. Cho nên ở đây tổ mới nói là nếu có lòng thương quyến thuộc, trước tiên phải gì? Làm sao cho mình được vãng sinh giải thoát đã, rồi sau sẽ gì quay lại để tận độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Đây mới là tình thương gì chân thật. Này chúng ta được vãng sinh rồi thì mới gì? Sau này mới có thể tự do tự tại quay lại thế gian để tùy duyên tùy nguyện, gọi là gì, phân thân vô số, biến khắp mười phương để khai tràng thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, khiến cho vô số gì những chúng sinh ở đời sau này được giác ngộ và được giải thoát, được vãng sinh, được thành Phật. Vậy như vậy mới là tình thương gì chân thật. Đấy, nhớ nhé các Phật tử, nhớ nhé. Đấy, thực hành được như thế mới gọi là thương, tình thương chân thật. Còn tình thương bây giờ á, nó chỉ là gì, duyên hợp thì gặp nhau, duyên hết thì xa nhau. Không muốn xa có phải xa không? Thực sự thầy nói với các quý vị, chẳng ai trong gia đình chúng ta lại muốn chia lìa nhau cả.
chẳng ai lại muốn mất nhau cả, có đúng không? Khi đang yêu thương nhau, có ai muốn chia lìa, muốn mất nhau không? Chắc chắn không. Nhưng đến một giai đoạn nhất định nào đó, chúng ta cho dù không muốn xa nhưng mà vẫn phải xa, bắt buộc phải xa, nhất định phải gì? Phải xa. Đó chính là lúc gì? Ở ý e. Câu hỏi e là lúc nào? Chết đó các quý vị.